Xin chào, hôm nay mình sẽ nấu một món cũng khá là ngon. Đó là món mì gà kho. Thì nãy mình ra chợ thì cũng mua được một số cái mì gà. Thì về mình đã cũng đã sơ chế và cắt rửa sạch sẽ để mà thực hiện cái món ngày hôm nay mình sẽ nấu cho các bạn coi. Thì mình sẽ bắt bếp ga lên và đổ dầu vào nồi. Thì lúc này thì mình mới đổ dầu vào thì nó cũng chưa có sôi. Thì mình đang coi là nó đã sôi chưa. Khi mà nó đã sôi á thì mình sẽ bỏ tỏi vào để phi cho nó thơm. Mình đảo đều tỏi lên. Thì mình đảo đều tầm 5 đến 6 giây á thì lúc này tỏi cũng đã bắt đầu thơm. Khi tỏi thơm á thì mình sẽ bỏ mì gà vào. Mì gà thì lúc nãy mình đã làm sạch rồi. Thì khi tỏi thơm lên á thì mình sẽ bỏ mì gà vào và xào sơ nó tầm 2 đến 3 phút gì đấy. Để cho thì cái đó cũng giống giống là một cách chế biến của mình học được từ mẹ mình, thì cũng hay xào sơ cho nó săn lại. Mà lúc mà mì gà nó đã săn á thì tầm 2 đến 3 phút thì lúc đó thì mình sẽ cho nước vào. Thì lúc này thì mì gà nó sau khoảng 1 phút thì bắt đầu săn lại. Và mì gà thì mình mua thì nó ra nước cũng khá là nhiều. Thì bây giờ mình đang xào cái mì gà này. Đó, mình đảo đều lên, đều thiệt đều. Đó. Lúc này thì mình cũng đã xào tầm được khoảng 1 phút rồi. Đó, các bạn có thấy là nó đã săn lại và nó đã đổi màu rồi. Nó cái màu trắng trắng đó là lúc này nó đã săn lại rồi. Thì mình xào tầm khoảng 2 phút thì thấy cảm thấy ok á, thì mình sẽ chế nước vào. Thì nó bắt đầu nó ra nước cũng khá là nhiều. Đó, các bạn có thấy không? Thì lúc này nó cũng khoảng tầm 2 phút thì nó bắt đầu ok rồi đó. Đó. Nó ra nước cũng khá là nhiều đó. Rồi, nó săn lại rồi thì mình bắt đầu chế nước vào. Và mình sẽ khi chế nước xong thì mình chế nó ngập ngập cái mấy cái mì gà này thôi. Rồi mình sẽ đun sôi thêm 2 đến 3 phút thì bắt đầu mình nêm gia vị. Thì mình sử dụng nước sôi để tiết kiệm ga thôi. Nó lúc này nó đã sôi rồi nè. Thì mình nêm nếm gia vị. Mình sẽ cho một ít nước màu thì mình mua ở Bách Hóa Xanh, mình sẽ bỏ vào để cho nó có một cái màu đẹp hơn, khi ăn thì nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình sẽ cho một ít, tầm khoảng một muỗng cà phê đó. Khi cho nước màu xong thì bắt đầu mình nêm nếm gia vị. Mình sẽ cho tầm khoảng 3 muỗng đường, tầm một muỗng đến 1 muỗng rưỡi bột ngọt. Đây là bột ngọt á. Và thêm nửa muỗng muối. Muối thì mình cũng cho khoảng nửa muỗng thôi, không dám cho nhiều. Cho muối xong á thì mình sẽ cho nước mắm vào. Thì nước mắm mình sẽ cho tầm khoảng 2 muỗng. 2 muỗng đến 2 muỗng rưỡi thì các bạn nêm nếm xong mà cho nó vừa với khẩu vị của các bạn là được. Đây xong mà khi mình nếm xong thì đây là mình đun sôi khoảng 10 phút. Thì khi mình nấu khoảng 10 phút á thì mình sẽ bắt đầu cho hành vào. Thì lúc này nó cũng đã chín rồi, mình cho hành vào thì có thể thưởng thức rồi. Thì cái vị nó cũng khá lạ. Và đây là thành quả của mình.
Rồi mình có thêm món canh mướp nữa.